Chào ngày mới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho chuyển động ngày mới hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 2. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 311 ngày 5 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đề ra 5 mục tiêu cụ thể, trong đó đến năm 2025 phấn đấu trên 90% và đến năm 2030 đạt 100%. Học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền và tích cực thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trên 80% và đến năm 2030 đạt 100% đoàn viên là học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp kết nạp mới được học lý luận chính trị trên cổng thông tin điện tử, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên trên 70% và đến năm 2030 đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh sinh viên. Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa trên không gian mạng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, khát vọng và trao dồi kiến thức khoa học kỹ thuật trên ghế nhà trường, đồng thời tiếp thu kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã thành công với mô hình nuôi sò huyết sen canh trong vuông tôm, mang lại thu nhập khá, tạo ra hướng phát triển mới về kinh tế. Các bạn đoàn viên chọn khu vực gần đầu cống để thả nuôi sò huyết và dùng lưới mành bao dí xung quanh để thuận tiện cho việc chăm sóc quản lý sò huyết. Trong quá trình nuôi, cần làm tốt khâu kỹ thuật từ việc chọn con giống chất lượng đến thả giống đúng lịch thời vụ và mật độ phù hợp khoảng 100 đến 150 con trên 1 mét vuông. Trong quá trình nuôi, thường xuyên theo dõi độ mặn trong vuông, thay nước ra vào để cải tạo môi trường, lấy phù sa làm thức ăn, giúp sò huyết lớn nhanh, tăng năng suất. Sò huyết thương phẩm nuôi khoảng 9 đến 10 tháng sẽ thu hoạch đạt trọng lượng khoảng 70 đến 80 con trên 1 ký, trừ chi phí thu về lợi nhuận trên 30 triệu đồng trên một vụ. Hiện sò huyết loại 40 con đến 50 con có giá 210.000 đồng một ký, sò huyết 80 con có giá 150.000 đồng một ký, rất được thị trường ưa chuộng. Với lợi thế về nguồn tôm nguyên liệu, thời gian qua nhiều cơ sở sản xuất đã mạnh dạn phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương vươn xa ra thị trường, nỗ lực đưa sản phẩm truyền thống đạt 3 sao OCOP nhằm nâng tầm giá trị và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Gần 20 năm gắn bó với nghề làm tôm khô, bánh phồng tôm truyền thống, cơ sở sản xuất của gia đình bà Trương Kim Loan, ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển ngày càng được nhiều khách hàng biết đến và tin dùng. Đặc biệt, sản phẩm tôm khô được làm từ những con tôm đất tươi sống trong tự nhiên nên thịt chắc, ngọt, rất được khách hàng ưa chuộng. Hiện tôm đất có giá dao động từ 850.000 đồng đến 1.400.000 đồng. Riêng sản phẩm bánh phồng tôm có giá 120.000 đồng một ký. Trung bình mỗi tháng cơ sở xuất bán khoảng 400 kg bánh phồng tôm, tôm khô đất tách vỏ ra thị trường. Ngoài ra cơ sở còn sản xuất thêm bánh phồng chuối, bánh phồng mít và bánh phồng lá dứa, vừa tăng thêm thu nhập, vừa tạo được việc làm cho chị em lao động. Tuy các sản phẩm được chế biến thủ công truyền thống nhưng vẫn đảm bảo chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Bánh tôm thì mình cũng làm tôm từ tôm thiên nhiên, tôm tươi luôn á, tôm bạc. Mấy năm nay thì mình cũng xuất từ Bình Dương rồi ngoài Đồng Nai đồ thành phố Hồ Chí Minh với vùng Cà Mau của mình nè, Bạc Liêu đồ từ đó trở lên á. Khách quen, nói chung là khách quen. Người ta ăn rồi năm nay người ta cũng như là mình đặt làm năm nay rồi năm sau người ta đặt vẫn hoài tới vậy đó. Cũng có người ta mối người ta lấy để người ta đi bán lại á. Sáng chế tranh thủ cơm nước xong đó rồi qua bên đây để làm tôm á, rồi thêm kiếm thêm được trong thu nhập trang trải trong gia đình thêm. Nhờ cũng có mà anh Hai Giang đây này mở cúp này ra, nhờ chị em vậy đó cũng có thu nhập bình quân hiện ngày cũng được trăm mấy, tôm nhiều cũng 200 mấy có, vậy là chị em này trang trải qua cũng đỡ. Nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm truyền thống và mở rộng thị trường tiêu thụ, cơ sở Giang Loan đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư máy móc sản xuất để đảm bảo các tiêu chuẩn của chương trình mỗi xã một sản phẩm, hướng đến đạt 3 sao OCOP đối với sản phẩm tôm khô, bánh phồng tôm
trong năm 2023. Cái cơ sở này trước thì nói chung là cũng làm kiểu truyền thống thôi. Thì thấy là ở đây thì tôm thiên nhiên mình có, rồi đây là cái lượng mình cũng đi cân về đó. Mình làm thêm cái thu nhập cho gia đình, rồi mình cân nhiều tôm sống, đất sống đó, rồi mình luộc. Rồi mình đăng ký thêm cái đăng OCOP để mình nâng cao cái sản phẩm của mình lên, để mình có cái sản phẩm đầu ra nhiều. Nói chung giờ mới thì nói chung là đầu ra cũng còn ít. Nhưng mình được vô cái sản phẩm OCOP này, được mình giới thiệu, được nâng tầm lên cho nó ra được nhiều mặt hàng á, nên mình cũng thu nhập bà con mình làm được cũng nhiều, cũng lợi nhuận được cơ sở mình được nhiều hơn. Rồi sau đó là mình cũng thu nhập cho mấy chị em được làm nhân công á, thì cũng ngày cũng càng được phát triển hơn. Để sản phẩm truyền thống đến với những thị trường lớn, cơ sở sản xuất Giang Loan tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất và xây dựng nhãn hiệu, bao bì sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm khi đến tay người tiêu dùng, hướng đến phát triển thương hiệu đặc sản của địa phương. Trong khi nhiều loại trái cây Việt giá rẻ như là rau thì vẫn có những mặt hàng đắt đỏ lên tới cả triệu đồng. Việt Nam chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với bàn ghế Trung Quốc. Đây là những thông tin tiêu dùng đáng chú ý. Sau Tết, người nông dân miền Tây Nam Bộ chưa kịp mừng khi giá một số loại trái cây xuất khẩu tăng, thì những ngày gần đây giá nhiều loại quả bất ngờ quay đầu giảm sâu. Hiện giá dừa Bến Tre đang dao động ở mức từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng một chục 12 trái, thấp bằng một nửa so với thời gian này năm ngoái. Giá cam giảm chỉ từ 2.000 đồng một ký. Ngoài dừa cam, một số loại trái cây khác cũng có chiều hướng giảm giá sau một thời gian tăng cao, như sầu riêng giảm khoảng 40% so với thời điểm cao nhất, thanh long, ổi, xoài cũng giảm từ 20 đến 30%. Ở chiều ngược lại, hiện đang có nhiều trái cây Việt loại A có giá cũng vô cùng đắt đỏ, thậm chí có loại lên tới vài triệu đồng một trái. Chẳng hạn vú sữa Quang Kim trên thị trường loại phổ thông giá dao động từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng, nhưng hàng VIP lên tới 255.000 đồng một ký. Hay như xoài cát Hòa Lộc có giá gần 200.000 đồng một ký. Chanh leo vàng loại VIP 150.000 đồng một ký, chôm chôm nhãn 155.000 đồng một ký. Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, trong quá trình điều tra vụ việc chống bán phá giá thực hiện theo quy định của Luật Quản lý Ngoại thương hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc, mức độ bán phá giá được xác định từ 21,4% đến 35,2%. Và lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra gia tăng cả về tuyệt đối và tương đối so với tổng lượng tiêu thụ nội địa và sản lượng hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong nước là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước. Cụ thể, mức thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc là 21,4% đối với sản phẩm ghế và 35,2% đối với sản phẩm bàn. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời phối hợp với công ty cổ phần FPT, Quỹ Hy vọng tổ chức lễ khánh thành hai cây cầu giao thông nông thôn Hy vọng 203 và 202 tại hai xã Phong Điền và Khánh Lộc. Cầu Hy vọng 202 được bắc qua kênh Tư Màu, xã Phong Điền, có chiều dài 30m, ngang 3,5m, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Cầu Hy vọng 203 bắc qua sông kênh ngang xã Khánh Lộc dài 22m, rộng 3,5m, chiều cao thông thuyền 2,5m, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Được biết, kinh phí xây dựng do công ty cổ phần FPT cùng Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời và nhân dân đóng góp. Việc khởi công xây dựng hai cây cầu Hy vọng 202 và 203 có ý nghĩa lớn đối với địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại giao thương dễ dàng hơn, qua đó góp phần cho kinh tế địa phương ngày thêm phát triển. Bốn ngân hàng quốc doanh thống nhất dành 120.000 tỷ đồng lãi suất thấp hơn từ 1,5% đến 2% cho nhà ở xã hội. Đây là khẳng định của bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong hội nghị trực tuyến về gỡ khó cho bất động sản vào ngày 17 tháng 2. Theo thống đốc, lãi suất cho vay với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn 1,5 đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Gói tín dụng này về sau có thể nhiều hơn nếu có thêm ngân hàng tham gia. Bà cũng khẳng định nếu các nhà băng tham gia mà bị thiếu hụt về thanh khoản, ngân hàng nhà nước sẵn sàng tái cấp vốn. Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau lên phương án tiến hành cưỡng chế căn biệt thự của một gia đình tại xã Tân Thành vì xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản. Căn biệt thự này của ông Tê ngụ ấp 6 xã Tân Thành,
Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, thành phố Cà Mau đã ký tờ trình về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Tê. Theo đó, ông Tê đã có hành vi chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp và tổ chức thi công xây dựng công trình. Hành vi trên đã vi phạm quy định về chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Cơ quan chức năng đã áp dụng mức phạt hành chính đối với hộ gia đình này với số tiền 22,5 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu. Đến nay, dù đã hết thời gian quy định, nhưng gia đình ông Tê vẫn chưa tự tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau đã trình giao phương án tiến hành cưỡng chế căn biệt thự được xây dựng sai quy định như đã nêu. Chiều 17 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc công ty AIC, đóng vai trò chủ mưu trong sai phạm đấu thầu, đã lĩnh án 8 năm tù. Theo hội đồng xét xử, vì động cơ vụ lợi, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên phó tổng giám đốc công ty AIC, cấp dưới của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC, đã khởi xướng tiếp cận hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu để cấu kết thông đồng nhằm trúng 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho các bệnh viện ở thành phố Cần Thơ từ năm 2017 đến năm 2019 mà không tuân thủ quy định tại luật đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 32,6 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, thời điểm thẩm vấn các bị cáo còn chưa nhận tội, nhưng kết thúc phần thẩm vấn tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga và bị cáo Bùi Thị Lệ Phi cùng mức án 8 năm tù. Bị cáo Cao Minh Chu 7 năm tù, các bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm đến 5 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 17 tháng 2, trên vùng biển Tây Nam, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời hỗ trợ lực lượng phương tiện cấp cứu một ngư dân gặp nạn trên biển để đưa về bờ an toàn. Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam, biệt đội tàu Cảnh sát biển 4035 thuộc Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế từ tàu cá CM91844TS do ông Võ Thanh Tâm, sinh năm 1970 làm thuyền trưởng, về việc trên tàu có ngư dân Võ Thanh Nam, sinh năm 1998, cả hai đều có địa chỉ thường trú tại Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre, trong quá trình hoạt động trên biển không may bị tổn thương bộ phận sinh dục, dập niệu não trước làm bàng quang, căng tức, bí tiểu. Biệt đội tàu Cảnh sát biển 4035 đã nhanh chóng sử dụng xuồng đưa tổ công tác cơ động tiếp cận tàu cá để hỗ trợ y tế cho ngư dân. Nhận thấy vết thương nghiêm trọng và điều kiện sóng to gió lớn, tổ công tác đã tiến hành sơ cứu, tư vấn và cấp thuốc ban đầu cho nạn nhân, sau đó báo cáo tình hình về Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh vùng. Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã nhanh chóng điều động tàu Cảnh sát biển 2002 cơ động ra khu vực tàu cá CM91844TS tiếp tục sơ cứu cho nạn nhân và đưa về đảo Thổ Chu để chữa trị. Đến 22 giờ cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 2002 đã cập cảng Thổ Chu an toàn.